Thưa quý vị và các đồng chí, sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn quan tâm tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân và thực hiện đoàn kết tôn giáo. Trong tư tưởng của Người, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết với đồng bào Công giáo là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, đồng bào Công giáo ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tăng cường mối đoàn kết lương giáo, nêu cao trách nhiệm của người công dân, sống tốt đời đẹp đạo, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Điển hình cho phong trào học và làm theo Bác, tương thân tương ái ở đồng bào Công giáo phải kể đến các tập thể cá nhân là giáo dân ở phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Mở đầu chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Làm theo Bác, giáo dân Tân Phước, sống tốt đời đẹp đạo. Cứ mỗi thứ năm hàng tuần, bếp ăn chân ái của nhà thờ giáo xứ Phước Lộc, phường Tân Phước lại đỏ lửa. Cơm trắng, thịt kho hộp vịt, canh rau cải và canh bí nấu thịt. Thực đơn hôm nay khá đơn giản, và để có được 350 suất ăn này, các chị em của giới hiền mẫu giáo xứ Phước Lộc đã chuẩn bị từ 5 giờ sáng. Với ý nghĩa cho đi để nhận lại, bếp ăn chân ái đã duy trì hoạt động đều đặn vào mỗi thứ năm hàng tuần từ hơn 4 năm nay. Bếp phục vụ chủ yếu người lao động nghèo, người già neo đơn, những người bán vé số, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và để người dân cảm thấy thoải mái, vui vẻ, bếp ăn thu 2.000 đồng cho mỗi suất cơm. Sự yêu thương, sẻ chia của những giáo dân Phước Lộc với người nghèo, người khó khăn trong những năm qua đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Và cũng từ đó đã có không ít nhà hảo tâm trong và ngoài nước đồng hành cùng bếp ăn. Chúng tôi là tự nguyện đến để nấu ăn chứ không có công, không có lương gì hết. Mình thấy những hoàn cảnh thấy có khó khăn thì thấy thương, thì khi mà cha tổ chức lên như vậy thì chúng tôi cùng cộng tác với cha xứ để coi như là góp một phần chút nào đó để cho các gia đình có những khó khăn đến đây, để tức là mình trao đi cái tâm tình của mình. Có những mạnh thường quân khi mà họ đến đây họ xem thì họ cũng có ủng hộ, và những người trong giáo xứ, những người mà có gia đình họ có khả năng ấy, thì họ thấy như thế thì họ sẽ ủng hộ để nấu hàng tuần như vậy. Căn nhà đại đoàn kết mới xây này là niềm ước mơ bao lâu nay của cả gia đình chị Đỗ Thị Tâm ở ấp Phước Lộc, phường Tân Phước. Hai vợ chồng cùng làm công nhân, thu nhập chẳng bao nhiêu, lại phải lo cái ăn cái mặc và chuyện học hành cho ba đứa con. Nên căn nhà này chính là sự chung tay giúp đỡ của bà con trong khu phố thông qua sự vận động của Ban Công tác Mặt trận khu phố và giáo xứ Phước Lộc. Hồi đó em tự ở nhà tôn thì cũng khó khăn về vật chất, thì được các mạnh thường quân giúp đỡ nó cho cũng được một căn nhà khang trang ở như này. Thực ra thì hai vợ chồng cũng gọi là an tâm về phần nào đấy để lo làm ăn, để nuôi ba cháu nhỏ. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ca ngợi tấm lòng bác ái của Chúa và cho rằng mục đích cao cả của các tôn giáo là đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc ta và tinh thần thực thi bác ái là loan báo tin mừng. Những năm qua, đồng bào Công giáo đã nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Và mô hình bếp ăn chân ái, xây, sửa nhà cho các gia đình khó khăn. Những kỹ cử cao đẹp ấy đã minh chứng cho sức lan tỏa sâu rộng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào Công giáo ở các giáo xứ, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. Nhờ sự vận động nhiệt tình của các cán bộ đảng viên và ban hành giáo, ngày càng có nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống giáo dân. Năm 2023, các chỉ tiêu nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác vận động quần chúng của Đảng bộ phường Tân Phước đã đạt và vượt chỉ tiêu 100%. Trong đó thì chúng ta phải kể đến sự đóng góp rất là tích cực của bà con theo đạo, đặc biệt là bà con Công giáo trên địa bàn phường Tân Phước. Và với những cái hành động hết sức cụ thể, thiết thực đã cùng chung tay với địa phương để
hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác vận động quần chúng. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa tác động đến từng cháu dân, Đảng bộ phường Tân Phước đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua kính Chúa yêu nước. Trong đó trọng tâm là thực hiện cuộc vận động xây dựng xứ họ Đạo tiên tiến, xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Bằng các nguồn vận động, đồng bào Công giáo trên địa bàn phường đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các phong trào xã hội như chăm lo đời sống người nghèo, người khuyết tật, xây dựng nhà tình thương, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng trường lớp cho học sinh, hỗ trợ sản xuất và các chương trình xã hội hóa, giao thông nông thôn. Các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tiên tiến và xây dựng nông thôn mới ở các xứ họ Đạo đã và đang thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng, giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Những người khó khăn và những người hoàn cảnh, nghĩa là cũng mời gọi tất cả mọi người đều chung tay hỗ trợ và đóng góp giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, những người như chẳng hạn bệnh tật hay là xây nhà tình thương, rồi giúp những người coi như là khó khăn mà phải không nơi nương tựa, rồi những người nghèo khó. Tuy đầu tiên là mình làm á, thì mình cảm thấy nó bất lực. Khi mà mình làm được rồi mà người ta đều tin tưởng mình thì coi như là mình rất vui. Tự nhiên mình cảm thấy cái lòng của mình rất là hãnh diện, thật sự như vậy. Thì tôi là người dân của giáo họ Francisco và cũng là người dân của khu phố Phước Lộc. Chính sách chủ trương của nhà nước đưa ra là sạch đẹp, chỉnh trang đô thị. Thì giáo họ Francisco và cùng với bà con khu phố trong khu phố Phước Lộc đều hưởng ứng tích cực và làm ra được những con đường sạch đẹp như hiện nay. Tôi phải luôn luôn làm gương và đi trước những cái việc làm đó để cho con cháu sau này nó lớn lên và nó nhận thức được những việc mà người lớn tuổi đã làm. Sạch sẽ, thuận tiện lưu thông là lợi ích mà người dân có được khi tuyến đường liên tổ 8, 9 ở khu phố Phước Lộc được bê tông hóa. Một trong những người có phần làm cho tuyến đường thêm khang trang là cháu dân, chi hội trưởng cựu chiến binh, ông Trần Văn Thừa. Ông Thừa đã phát huy phương châm sống tốt đời đẹp đạo của người giáo dân đối với cộng đồng, tự nguyện đóng góp 4 xe đá trị giá 5 triệu đồng và vận động bà con trong tổ đóng góp kinh phí cải tạo tuyến đường đất lầy lội thành đường bê tông sạch đẹp. Tôi thấy là cái hiện trạng là các cháu đi học đó, là nó nảy nổi, nên là tôi vận động bà con, tôi đổ 4 xe đá là tôi đổ để trước mắt là để cho các cháu đi lại. Sau khi đổ xong ấy, thì bà con mới thấy mình đổ vậy thì cũng vận động bà con, nó cũng có phần nó dễ. Thế là tôi mới nhờ hai ông tổ trưởng tổ 8, tổ 9 là các ông kết hợp, các ông đi vận động bà con, người giúp công, người giúp tiền. Tôi thấy là mọi người không phải đi né nữa, tức là người ta đi sang trường chở con cái đi học, người ta cứ đường này người ta đi, là sáng là rượt đường chiều mà rất là đông, bởi vì nó nối hết cái khu xí nghiệp bên kia. Khu xí nghiệp bên kia với bên mấy tổ 15 người ta có con đường bên kia, người ta đi ra đây. Thì nếu người ta đi ra đường kia thì nó trái đường, thế nên người ta toàn phải xiên bằng cái đường này. Với hơn 60% dân số là giáo dân, nên công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đã được đảng ủy và các ban ngành ở phường Tân Phước đặc biệt quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trong các buổi hội họp, trong các ngày lễ, vận động cháu dân tham gia phong trào xây dựng đô thị văn minh. Được linh mục và ban hành giáo hết sức ủng hộ, nhận thức của đồng bào Công giáo về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên. Đã xuất hiện nhiều tập thể tấm gương điển hình giáo dân làm theo Bác. Ý thức cần thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng với tâm niệm sống tốt đời đẹp đạo, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào bác ái của các giáo xứ ngày càng phát triển. Từ năm 2004 đến nay, riêng giáo xứ Phước Lộc phối hợp với chính quyền địa phương vận động các giáo dân đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa gần 20 căn nhà tình thương và giúp đỡ các gia đình nghèo, bệnh tật, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi là người dân giáo dân xứ Đạo thuộc khu phố Phước Lộc. Những năm qua thì chúng tôi cũng đã được học tập về
phong cách tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Riêng bản thân tôi thì là tôi cũng luôn làm theo những điều Bác Hồ dạy, và nhất là lo theo tấm gương của Bác, đạo đức của Bác. Muốn là cũng một mình sẽ làm một cái điều gì đó để chia sẻ và an ủi, đồng cảm những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người già yếu bệnh tật. Giáo sư chúng tôi thì luôn luôn đồng hành, cộng tác với lại các cấp chính quyền địa phương, luôn luôn động viên bà con, luôn luôn sống tốt đời, đẹp đạo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, và đảm bảo là thi hành rất tốt các cái chủ trương chính sách của chính quyền, của Đảng và Nhà nước. Với tấm lòng kính Chúa yêu nước và lao động theo gương Bác Hồ, đến nay đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của giáo dân phường Tân Phước ngày càng phát triển. Hiện phường đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, không còn hồn heo chuẩn quốc gia. Và thành công lớn nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy sâu rộng tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, tạo nên một khối thống nhất lương giáo cùng đồng lòng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển đi lên. Nhìn chung thì bà con giáo dân trên đàn phường Tân Phước đều là những người mà chấp hành rất là tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, và tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào của địa phương. Bà con giáo dân đã luôn luôn đồng hành cùng với địa phương, và điều đó là điều hết sức thuận lợi cho chính quyền địa phương khi mà muốn triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Và với các cái chỉ thị đó, đặc biệt như là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đã được bà con giáo dân hưởng ứng rất là tích cực. Rất là nhiều mô hình mà đã được bà con giáo dân xây dựng và đến nay thì đã phát huy hiệu quả và có cái sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư. Để tiếp tục thực hiện các cái phong trào do địa phương phát động, và đặc biệt là cùng với lại bà con giáo dân là chúng ta thực hiện đúng với lại chủ trương đó là sống tốt đời đẹp đạo, thì Đảng bộ phường Tân Phước trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo và liên quan đến các vấn đề mọi mặt của cuộc sống, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và tạo mọi điều kiện để người bà con giáo dân cùng tham gia góp ý để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thưa quý vị, với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, chắc chắn những việc làm ý nghĩa mà đồng bào Công giáo ở phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ đã làm sẽ sớm được nhân rộng và trở thành hoạt động thường xuyên của các giáo xứ.